Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh cử hành lễ nhớ Thánh Alfonso Maria Liguori Giám Mục. Ngài sinh năm 1696 tại Napoli, nước Ý, sinh ra trong một gia đình quyền quý, và năm 19 tuổi Ngài đã ao ước trở thành một luật sư lừng danh ở Napoli. Nhưng trong một lần biện luận, Ngài đã cũng bị thất bại trong cái việc nghề nghiệp của Ngài, và Ngài cũng đã từ bỏ nghề nghiệp. Đồng thời Ngài cũng ao ước trở thành một linh mục của Chúa, cho nên năm 1726, chưa đầy 33 tuổi, Ngài đã được chịu chức linh mục và trở thành một linh mục nhiệt thành của Chúa, rao giảng tin mừng cũng như thăm viếng những người đau yếu bệnh tật. Và Thánh Alfonso, Ngài có một cái đặc điểm, đó là luôn luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria. Đồng thời thì Ngài cũng cầu nguyện nữa, cho nên Ngài những ngày cuối đời Ngài sống trong đau khổ, nhưng nhờ cái việc cầu nguyện Ngài đã vượt qua tất cả. Ngài nói với chúng ta đó là ai không cầu nguyện thì người đó sẽ bị luận phạt, còn ai cầu nguyện thì người đó sẽ được giải thoát. Cho nên những ngày cuối đời Ngài đã được bình an, và Ngài qua đời năm 1787 và được phong làm tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Alfonso là bổn mạng của giáo họ Alfonso trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện hiệp ý với giáo họ Alfonso, cầu nguyện cho những người còn sống cũng như đã qua đời, cầu nguyện cho ân nhân của giáo họ, và chúng ta cầu nguyện cho mọi thành viên trong giáo họ cũng như cho mỗi người chúng ta luôn luôn noi gương Thánh Alfonso, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Đức Mẹ và chuyên cần cầu nguyện để đời sống của chúng ta cũng luôn được bình an trong Chúa. Chúng ta cũng hiệp ý với nhóm lòng thương xót, cầu nguyện cho ân nhân, cầu nguyện cho hội viên, cầu nguyện cho linh hồn Thomas, linh hồn Phêrô, Anna, Đa Minh, Alfonso dỗ 4 năm, Francisco Maria dỗ 4 năm, Đa Minh Maria, Maria dỗ 4 năm, linh hồn Gia Tiên, Đa Minh dỗ 8 năm. Chúng ta nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận và cùng anh. Bài trích sách tiên tri Jeremia. Khi Gioan-kim, con của Josia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: Đây Chúa phán, ngươi hãy đứng giữa tiền đàng nhà thờ
của Chúa mà bảo mọi thành phần nước Giu-đa đến thờ lạy trong đền thờ Chúa. Hãy nói cho họ biết tất cả những lời ta truyền cho ngươi nói với họ. Ngươi chớ bớt một lời, may ra ai nấy nghe mà trở lại và bỏ đằng tội lỗi của mình. Mong ta hối tiếc tai họa ta định giáng xuống họ vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi bảo họ rằng, đây Chúa phán, nếu các ngươi không nghe ta để bước đi trong lề luật ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ ta mà ban đêm ta trỗi dậy và điều động sai đến các ngươi. Và các ngươi không nghe thì ta sẽ để đền thờ này cho Si-lô, sẽ khiến thành này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa. Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giê-rê-mi-a nói những lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giê-rê-mi-a nói hết những lời Chúa truyền dạy cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri và toàn dân bắt ông và nói rằng, nó phải chết. Tại sao ngươi nhân danh Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng đền thờ này sẽ như Si-lô, thành này sẽ hoang vu không ai cư ngụ sao? Và toàn dân tập họp phản đối Giê-rê-mi-a trong đền thờ Chúa. Đó là lời Chúa. Chính niềm lẽ
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Jacobe, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay Đức Giêsu trở về quê hương, thăm quê hương và thăm những người bà con hàng xóm láng giềng. Nhưng mà Đức Giêsu đã phải thốt lên một câu nói rằng: không có một tiên tri nào được tôn trọng ở quê hương mình. Có nghĩa là cái người đó vừa trở về quê hương, thăm quê hương nhưng mà bị người ta chối bỏ, bị người ta không tôn trọng và còn bị người ta khước từ. Cho nên Đức Giêsu đã phải thốt lên như thế. Và vì dân chúng, những người đồng hương với Đức Giêsu không có lòng tin, không tôn trọng và có thành kiến với Chúa Giêsu, cho nên Chúa Giêsu không làm được một phép lạ nào ở tại quê hương mình. Nhưng mà Ngài làm rất nhiều phép lạ, làm những việc lạ lùng ở những nơi khác, những nơi Ngài đã từng đi rao giảng tin mừng, những nơi Ngài đã từng đặt chân tới. Riêng có quê hương của Đức Giêsu thì Ngài không làm được phép lạ nào đó, bởi vì họ cứng lòng tin và không tôn trọng Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Alphonso, chúng ta cũng thấy rằng Thánh Alphonso cũng lập cái khuôn mẫu của mình theo Đức Giêsu Kitô, đôi khi cũng bị hiểu lầm, cũng bị chống đối, cũng bị thất bại, nhưng mà Ngài vẫn kiên trì và vững lòng tin vào Chúa Giêsu. Và cuộc đời của Ngài đó là dành cho Đức Giêsu, dành cho Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn. Cho nên Thánh Alphonso, Ngài chấp nhận những chống đối, chấp nhận những hiểu lầm và đôi khi bị thất bại, nhưng mà Ngài vẫn thành công ở cái chỗ là Ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, quan phòng trợ giúp cho Ngài vượt qua tất cả. Và cái hình ảnh đó chúng ta cũng suy nghĩ về mỗi người chúng ta. Chúng ta là cũng là những người mà tin Đức Giêsu, đi theo Đức Giêsu, chúng ta cũng được Đức Giêsu mời gọi chúng ta lập theo cái khuôn mẫu của Ngài để chúng ta dẫn bước loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Bởi vì cái hình ảnh mà Đức Giêsu Kitô bị chống đối, bị khước từ, bị loại bỏ, thì đôi khi chúng ta làm công việc loan báo tin mừng, chúng ta làm công việc đạo đức, đôi khi chúng ta cũng bị hiểu lầm, cũng bị chống đối, và ngay cả những lúc chúng ta cũng bị thất bại giống như Chúa vậy. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn sống như Thánh Alphonso vậy, luôn luôn kiên trì cầu nguyện, đặc biệt là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu mến Đức Maria, cũng như chuyên chăm cầu nguyện để đời sống của chúng ta, nhất là cái đời sống đức tin của chúng ta luôn vững vàng và vượt qua mọi thử thách giống như Chúa Giêsu,
giống như Thánh An Phong Xô vậy. Chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn luôn có một cái đức tin vững vàng, có lòng yêu mến Chúa và trung thành với đức tin của mình, cũng như noi gương Thánh An Phong Xô để mỗi ngày chúng ta yêu mến Chúa, gần gũi Chúa, yêu mến Đức Mẹ, và chính công việc làm đạo đức của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta bình an, bởi vì chúng ta học ở nơi Chúa Giêsu chuyên chăm cầu nguyện, học ở nơi Thánh Phaolô Phong Xô chuyên chăm cầu nguyện để chúng ta vượt qua những thử thách, mặc dù chúng ta không thể không tránh được những khó khăn, những thử thách, những thất bại, nhưng chúng ta vẫn có Chúa, vẫn có Đức Mẹ là những người đồng hành với chúng ta, và chúng ta cũng như Thánh An Phong Xô để cuối đời chúng ta cũng được sống bình an và ra đi trong bình an của Chúa như Thánh An Phong Xô vậy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là hạnh phúc và vinh quang trong đời của các thánh. Trong niềm hân hoan của ngày mừng đến Thánh An Phong Xô hôm nay, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh. Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết noi gương cao thánh, gắn bó với Đức Kitô qua tin hiền và thực hành ban ân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin Chúa ban tràn đầy ân sủng để mọi người tìm thấy nơi Chúa nguồn hạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa hãy chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi gia đình, mọi người trong giáo họ An Phong Xô mừng lễ buổi mạc hôm nay. Xin Chúa cho giáo họ luôn biết sống đoàn kết thánh thiện để trở thành một cộng đoàn yêu thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con không ngừng, Chúa không ngừng ban cho giáo hội nhiều khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống các thánh. Xin cho chúng con hẳn hoi gương Thánh Giáo hội An Phong Xô và nhiệt thành công tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thế cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Kitô cho chúng con. Lên dâng tuyệt vời. Ôi Chúa.
Thank you.